Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong cuộc đọ sức giữa Po FC và Metzlouk 0 giờ ngày 9 tháng 4 trong khuôn khổ vòng 30 League 2. Anh phải nhường chỗ cho các đồng đội trong hoàn cảnh không có được phong độ cao. Thông thường, huấn luyện viên Tolo vẫn dành cho cậu học trò một vị trí trên băng ghế dự bị, nhưng lần này nhà cầm quân người Pháp thay đổi quyết định. Ở vòng 26 League 2, Quang Hải cũng không được đăng ký thi đấu. Thời gian vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 thường xuyên xuất hiện ở đội dự bị của Po FC. Đội này thi đấu ở giải hạng 5 Pháp và Quang Hải được tạo điều kiện ra sân nhằm có được thể trạng và phong độ tốt hơn. Quang Hải đang gặp nhiều khó khăn tại Pháp. Sau những vòng đầu tiên được tạo cơ hội thi đấu, Quang Hải đánh mất vị trí của mình. Anh không cho thấy sự hiệu quả so với các đồng đội như Biersnat, Angri, Saivet hay Slivischer. Họ có được những bàn thắng quan trọng giúp Po FC duy trì khoảng cách 4 điểm với vị trí xuống hạng. Khi quyết định trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, giới chuyên môn cho rằng tương lai của Quang Hải tại Po FC sẽ tồi tệ hơn. Rất khó để huấn luyện viên Didier Tholo chấp nhận việc mất cầu thủ hơn một tháng cho giải đấu không thuộc hệ thống chính thức của FIFA. Có nhiều tin đồn cho rằng một số đội bóng tại V-League đang quan tâm đến việc đưa Quang Hải trở lại Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, Po FC có thể chỉ chấp nhận thương vụ chuyển nhượng khi League 2 kết thúc vào cuối tháng 5. Hợp đồng của Quang Hải và đội bóng chủ quản chỉ còn một năm. Do đó, mức phí chuyển nhượng của thương vụ này không lớn. Hiện Po FC đang nỗ lực để trụ lại League 2. Họ đang xếp thứ 16 với 29 điểm có được sau 30 vòng đấu.